Hai Lúa chào cả nhà nha. Bữa nay Hai Lúa bán gạo cả nhà, bán cho cái anh ở ở măng ở ở Sóc Trăng cả nhà. Bên măng cái sách cho cả nhà. Anh bán anh bè mình bẻ mấy ngàn cả nhà. Bữa nay mình bán giống Sóc Trăng cả nhà. Anh đi mấy chuyến. Dạ tiếng hồi mới tới đó, chạy xe này xin thẩm nè. Lấy đẩy đây có đâu ai đây khăn đẩy cho anh không có đi ba khăn có anh rồi lấy cái bao nó lên đẩy luôn cho anh đi đó người ta chưa tới không quên cũng quên rồi mới cắt mới xong. Mời mời bảy sớm, sang bảy sớm thì bảy sớm. Không có biết vụ nuôi heo này đâu. Ai biết ông nuôi heo đâu. Sáng cứ 4 giờ anh cắt đi. Ừ 4 giờ được cắt sớm. Rồi rồi. Đậu trong là dài thì dài cứ cắt. Cắt thì tôi cắt anh lên. Cái nào không được thì anh cứ giặt ra bình thường vậy đâu. Cái nào chịu lấy. Ừ, bỏ ra không sao đâu. Bình thường. Đi ra cửa dành xe. Lên đây là thời là nhảy xuống luôn đó. Ừ. Lên ngồi đi tôi ấy cho. Cái ngày nhỏ xíu con mà giỏi quá. Giờ chạy dưới 4 mấy phút gì vậy? Rồi em đẩy cho. Nè, mò quá. Rồi. Rồi. Rồi ok rồi đó. Còn nổi lắm anh ơi, còn cái phim. Ừ. Bữa nay mình đi nay mình đi xe đó cả nhà. Rồi ngày mai mình lại mình bẻ cho anh mấy bữa đó cả nhà. Anh này chồng ở Sóc Trăng đó cả nhà. Rồi mình phải đi bây giờ mình đi bẻ bán rau chợ nữa. Bán vô vùng vườn. Rồi tối chiều mình ra bẻ rau bán chợ cả nhà, bán sạp với mấy xe đầu đó. Giờ mình đi bẻ nữa cả nhà, đi bán nữa. Bữa nay là thứ sáu cả nhà. Mình quay clip là đăng lên liền không à? Là mình thử cả nhà xem mình bán rau giống con chơi vui vậy đó. Rồi chắc video này hãy đưa tạm dừng đây nha. Hẹn cô chú video sau, xin chào hai cả nhà nha. À, quên nữa Hải Lúa bán giống cả nhà, giống bán 17.000 cả nhà nha. Giống mình bán 17.000 ký giống. Có ai mua giống hãy up điện thoại luôn nha, ai mua giống thì hãy nhắn bán cả nhà nha. Hãy bán thì hãy không có ship từ cả nhà lại nhà lấy gì đó. Dù dư lượng lâu thì hãy cho tiền xin gần gần đây thì hãy cũng chip tiền xăng thôi chứ hãy không có ship cả nhà nha. Có những bạn anh em thì hỏi như mà ship thì không có nha, mình là nông dân mình bán rau cả nhà tới chỗ thì mình bán vậy thôi à. Chủ gần gần thì nha cho cà phê tính như là tiền xăng đi vô cả nhà thôi chứ mình không có ship cả nhà nha. Chào cả nhà, buổi sáng tốt lành nha. Mình đi bán rau đưa cả nhà.